mấy trái này hôm bữa trước mình hái một lần trước thì nó còn nhỏ lắm, mới cách đây một tuần thôi. Bây giờ nó to quá rồi, thôi bây giờ mình hái luôn. Wow, thấy mê quá. Thấy mê lắm luôn. Hái nó luôn. Đó. Cái này hái vô làm nấu canh các bạn, nấu canh ăn cũng ngon. Wow, thấy mê luôn. Mình trồng chơi thôi, mình cũng không ngờ là nó có trái như vậy luôn nè. Wow, bỏ vô cái gỗ lá xương sâm luôn. Xong chút vô mình sẽ dò lá xương sâm. Wow, đây một trái nữa. Trái này có thể hái luôn không? Chắc hái luôn. Trái này cũng thấy cũng được rồi. Wow, wow, trên kia thấy còn mấy trái bự nữa. Wow, hái bên đây nhìn bên kia còn nhiều quá. Wow, 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 đây, mê quá. Wow, trái này bự quá. Ấy da, da, ấy da. Cao quá. Wow, trái này bự lắm luôn. Lúc xin đi. Trái này bự quá ha. Yeah. Wow, trái trên kia còn bự quá nữa. Leo lên đó hái nữa. Để trái đó hái luôn không. Wow, mê quá đi. Ồ, trái này còn hơi non quá. Leo lên trên kia hái trái trên kia. Wow, trái trên kia kìa. Trái trên cây đào. Wow. Mê quá. Thôi bây giờ mình sẽ leo lên đó tiếp. Gì mà nó cũng còn non lắm. Vậy là mấy trái kia mình hái nó hơi bị sớm. Mê quá, còn bên kia trái nữa. Trái này bể rồi. Nè móc xuống một cái. Rất bể rồi. Trời ơi, trái này non lắm luôn á. Này các bạn, được mấy trái? Okay, 2, 4, 6, 7 trái luôn. Wow. Wow, mê quá. Bây giờ mình sẽ đem vô cái này nấu canh ăn, xào ăn.